À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một đối tác nhờ chat quy hoạch gửi thông tin cho chúng ta tài thưởng như sau. Tờ 39 thửa 276 xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành nha. Hình dạng thửa đất nè. 27 nè, 275, 276, 277 thửa này thửa tách nè. Nó thửa kế cận là thửa 137. Rồi tên bản đồ địa chính ở đây. Rồi 275, 276, 277 tách ra từ Võ Quy Linh này. Đây. Hẻm hiện trạng này 2 mét các bạn thấy không? Đó, trục đường chính nè. Đó, quốc lộ 22B, trục đường chính nè. Đó, đi vô nè. Hẻm 2 mét nè. Chỗ này nè. Giáp mặt tiền đường nè. Tách làm hai thửa nè. Tách làm ba thửa, 1 2 3 nè. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái bản đồ quy hoạch nó quy hoạch cái gì nha các bạn. Đây, trên bản đồ quy hoạch nè. 1 2 3. Đây. Thấy không? Một nghịch lý của cái bản đồ quy hoạch này là gì? Tức là trên bản đồ hiện trạng á, bản đồ chính thì đây là đường hẻm 2 mét. Đó. Nhưng mà nguyên lý là bản đồ quy hoạch này nè. Nó quy hoạch cái này nè. Là đường thủy nha các bạn. Nhà là những cái hộ này nè. Là sau này á đi bằng ghe bằng thuyền chứ đâu có đường đâu đi. Nè, các bạn thấy không? Đó. Là ai những mua những cái thửa này nè. Phải lưu ý cái trường hợp này. Đó. Hiện trạng của anh ta là 2 mét. Rồi bản đồ quy hoạch. Quy hoạch là đường thủy. Đó. Tức là phải đi ghe, đi thuyền đi đâu đây. Đó. Quá nghịch lý. Rồi, khi mua những thửa này, các bạn lưu ý kỹ nha. Quy hoạch rất là lạ. Đó. Những cái hộ này nếu mà ở đây quy hoạch là đường thủy đi thì những hộ đây phải muốn đi ra đường đây, một là đi qua cái cận những thửa bên đây. Hai đó là mua ghe đi qua đây qua đây. Rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nè. Chúc các bạn mua đất thành công và lưu ý những trường hợp này.